Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh channel Hyperboost for Vietnam Engineering. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một công cụ tạo connection thủ công cho phần mềm SimSolid. Thì nội dung ngày hôm nay gồm có 6 phần. Phần đầu tiên thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cái công cụ tạo connection thủ công. Phần thứ hai chúng ta sẽ đi tìm hiểu về phần share contact. Phần thứ ba chúng ta sẽ đi tiến hành đi review lại cái các connection của các chi tiết với nhau. Phần thứ tư chúng ta sẽ tiến hành đi sửa các connection. Phần thứ năm chúng ta sẽ tiến hành check các connection đó xem nó có đúng hay là sai, hay là nó thiếu của các chi tiết này liên kết với các chi tiết khác. Phần thứ sáu chúng ta sẽ tiến hành đi xem xét các điều kiện contact giữa các chi tiết với nhau. Thì chúng ta đến với phần đầu tiên là công cụ tạo connection thủ công. Thì chúng ta sử dụng cái công cụ này khi mà chúng ta muốn sửa một cái connection bất kỳ mà SimSolid đã tạo một cách tự động cho chúng ta, hoặc là khi chúng ta nhập mô hình vào cái mô hình két của chúng ta chất lượng không tốt, chúng ta tiến hành tìm tự động thì có thể nó sẽ bị thiếu connection, thì chúng ta sẽ tiến hành đi tạo thủ công để chúng ta tìm thêm các connection. Thì chúng ta sẽ nhấn vào phần connection và chọn add connection. Có rất là nhiều cách để chúng ta tạo thủ công, ví dụ như là cách ở đây chúng ta sẽ chọn phần master path này là cái chi tiết mà chúng ta muốn tạo connection cho nó, và phần made path này chúng ta sẽ chọn các chi tiết mà liên kết với lại các cái chi tiết master path này. Sau đó thì chúng ta sẽ nhập khoảng dung size và penetration. Chúng ta sẽ tiến hành nhấn File Connection thì chúng ta sẽ tìm ra cái các connection cách thủ công như thế này. Sau đây thì mình sẽ sâu trên phần mềm. Đây mình sẽ tiến hành nhấn vào connection này, sau đó nhấn vào Add Connection. Mình sẽ chọn tab là Master Connect. Mình sẽ nhấn vào một cái chi tiết mà mình muốn tìm connection của cái chi tiết này với các chi tiết khác. Đây mình sẽ nhấn made path là mình chọn các chi tiết khác mà gọi là connect với lại cái chi tiết mình vừa chọn. Đây mình sẽ chọn 1, 2, đăng nhập dung size. Và các bạn chú ý là phần connection resolution level này thì nó chọn cái độ phân giải của cái connection của mình. Ở đây mình để normal, mình để bình thường. Đối với lại một cái chi tiết mà dài và mỏng thì chúng ta có thể tăng cái độ phân giải này lên để đảm bảo cái connection nó chính xác. Em nhấn File Connection. Nó tìm rất là nhanh. Ở đây có danh sách của các connection. Thì khi chúng ta nhấn vào nó sẽ hiện màu đỏ ở trên mô hình của chúng ta. Đó. Chúng ta nhấn OK. Đây là phần ban đầu đã tạo thủ công rồi, nó hỏi là có thay thế không. Mình OK. Đó, đây là phần tạo connection thủ công. Còn phần thứ hai là phần share contact. Thì đối với lại phần share contact này thì nó giống như là cái phần tạo connection thủ công. Thì chúng ta chỉ chọn cái phần master path này với lại made path này là đều là một path giống nhau, thì nó sẽ tiến hành tạo connection của cùng cái chi tiết mà chúng ta chọn. Thì mình sẽ quay trở lại trên này. Thì ở trong mô hình này của mình không có chi tiết nào là phần tạo share contact, thì các bạn có thể nhấn vào master path này và made path thì chọn hai chi tiết giống nhau. Ở đây mình sẽ đi tiến hành nói thêm phần hai cái tab còn lại là phần group connect này, là nó sẽ tạo cái connection của tất cả các chi tiết mà mình chọn trong mô hình. Ví dụ mình chọn các chi tiết này, tất cả chi tiết này, thì SimSolid sẽ tìm cho chúng ta tất cả những cái connection mà liên kết giữa các chi tiết này. Đó, mình sẽ tiến hành tìm. Đây, nó sẽ review cho mình các đây các bạn thấy
Ok. Rồi sau khi mà chúng ta tiến hành tạo hòa sửa cái connection xong thì chúng ta có thể review lại cái connection này bằng 3 cách. Cách thứ nhất là chúng ta vào connection này, regular connection, và chúng ta nhấn vào từng cái connection này, nó sẽ review chúng ta ở trên mô hình. Đó, cách thứ hai chúng ta sẽ nhấn vào ở trên mô hình này và nhấn chuột phải, chúng ta sẽ review path connection. Nó sẽ cho chúng ta những tất cả những cái connection mà liên kết với lại chi tiết mà chúng ta chọn. Đó, chúng ta có thể nhấn vào connection chúng ta tiến hành sửa. Chúng ta có thể tiến hành tăng độ phân giải lên chẳng hạn. Ở đây chúng ta khi ban đầu chưa tăng độ phân giải lên, chúng ta thấy là đây là có đang hai hàng nốt, cái connection chúng ta có hai hàng, thì ở đây mình sẽ tăng lên này. Chúng ta tiến hành tìm lại connection, chúng ta phải thấy nó tăng lên 2, 4, 6, 7 lần, 8 lần, gấp tăng lên gấp 4 lần. Tôi nhấn OK, hỏi có thay thế không, mình nhấn Yes. Đó, đây là connection của chúng ta đã sửa. Còn cách nữa, chúng ta có thể nhấn vào connection này, xong rồi chúng ta tiến hành đi review regular connection. Và phần này thì chúng ta có thể có rất là nhiều thông tin, ví dụ như là cái connection tên này, tên connection này, ID của nó này, và cái trạng thái contact của connection này, ví dụ như là connection không thì trạng thái của nó là bonded, là dính vào nhau. Còn phần connection 14 này là sliding, là trượt. Và part 1, part 2 ở đây chính là hai cái chi tiết mà được liên kết với nhau bởi cái connection này. Và phần này nó sẽ có là cái khoảng cách và cái phần đâm xuyên lớn nhất cho phép. Với phần này là cái khoảng cách và cái phần penetration ở trong mô hình mà chúng ta đã tạo connection. Và phần code resolution nó chính là cái độ phân giải của cái connection chúng ta đã nhập. Ở đây thì lại có một cái connection mà chúng ta đã sửa lên thành increase. Và cột cuối cùng nó chính là point, nó chính là cái số điểm mà ở trong cái connection mà chúng ta tạo. Đây, chúng ta ấn vào phần này chúng ta, trên mô hình nó sẽ hiển thị đây. Đó. Ok, phần mình đã xong phần edit connection, thì bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thứ tư, đó chính là phần thứ năm, là phần check connection. Thì đầu tiên khi mà chúng ta tạo connection xong ấy, thì chúng ta sẽ phải tiến hành đi check là xem các chi tiết nó đã đảm bảo là connect lại với nhau chưa. Chúng ta sẽ tiến hành là nhấn vào connection, nhấn vào file show disconnected để xem là các chi tiết này nó có bị miss cái connection nào không. Thì đây nó sẽ báo cho mình là cái cụm lắp ráp này của mình, tất cả chi tiết đã được connect lại với nhau hết rồi. Mình nhấn OK và mình tiếp tục. Mình công cụ vừa nãy mình có thể kiểm tra lại cái review regular connection này để kiểm tra xem là cái số điểm mà point này, nếu mà nó quá nhỏ thì nó dẫn tới là tại cái điểm connection đấy nó sẽ không không đạt độ chính xác cao. Ví dụ như là ở đây mình là bonded đúng không, cái điểm dính của nó chỉ là 3 thôi, thì là nó sẽ dẫn tới là nó độ chính xác của cái connection này nó sẽ không không được tốt. Đối với lại một chỉ số chi tiết mà nó mỏng, ví dụ chỗ này thành nó mỏng, thì mình có thể tiến hành ở đây là connection 164, mình sẽ tiến hành đi thay đổi cái độ phân giải đấy. Đấy, mình sẽ tiến hành 164 này, mình sẽ tiến hành edit connection này và thay đổi độ phân giải cho nó, và tiến hành tìm. Đó, độ phân giải của nó đã tăng. Mình OK. Yes. Đó, xong mình tiếp tục check lại.
check lại và mình sửa. Và phần check connection location này là chúng ta sẽ kiểm tra xem là những cái khu vực nào của trong ở trong mô hình mà các connection nó bị cái khoảng là cách cũng như là khoảng penetration nó lớn, vì những cái khoảng penetration và cái khoảng cách mà giữa các chi tiết lớn thì tại cái chỗ connection đó nó sẽ không chính xác, giảm cái độ chính xác ở cái khu xung quanh cái khu vực connection đó đi, thì chúng ta sẽ phải tiến hành check cái này để kiểm tra xem là những cái chỗ nào nó bị lỗi connection, cái khoảng cách và cái độ đâm xuyên nó lớn. Mình sẽ tiến hành check ở đây nó sẽ không có lỗi, và cái khoảng đâm xuyên cũng như là cái khoảng cách giữa các chi tiết là nó nằm trong khoảng cho phép. Và phần cuối cùng mình sẽ đi tiến hành đi xem xét cái các điều kiện contact. Ở đây thì điều kiện contact là mình sẽ nhấn vào một chi tiết này và sau đó mình review path contact condition. Đó, nó sẽ cho mình các điều kiện contact này, bonded này, dính này. Mình có thể tiến hành đi sửa, nhấn vào edit mình sẽ sửa nó thành trượt hoặc là trượt có ma sát hoặc là trượt không ma sát vân vân. Đây như mình nhập trượt có ma sát, trượt không ma sát đi. Okay. Mình nhấn OK là sẽ sửa cho mình. Về phần cái điều kiện về contact này thì nó sẽ quy định cho chúng ta cái màu. Ví dụ như là khi làm việc bằng các điều kiện contact này thì bonded của chúng ta trong khi chúng ta nhấn vào mô hình thì nó màu đỏ. Còn khi chúng ta nhấn vào mô hình mà nó thể hiện màu vàng của chúng ta sliding, và tương tự là trượt là màu xanh, là khi mình không connect thì nó sẽ vào màu đen. Và khi chúng ta nhấn mô hình mà nó có màu xanh, màu da xanh da trời như này, đó chính là trượt có ma sát và khoảng cách thay đổi. Thì đó là phần nội dung hôm nay chúng ta học, thì chúng ta xem xét lại chúng ta đã học những phần này, 6 nội dung, đó chính là tạo công cụ, tạo connection thủ công trong phần mềm SimSolid. Thứ hai là phần share contact. Phần thứ ba là chúng ta đi review lại path connection. Phần thứ tư là chúng ta tiến hành sửa hợp connection. Phần thứ năm chúng ta kiểm tra lại cái các connection đó xem nó có đúng hay không, và nó có bị thiếu liên kết giữa các chi tiết hay không. Phần thứ 6 chúng ta review lại các điều kiện contact giữa các chi tiết. Thì video của mình hôm nay đến đây là kết thúc. Thì hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.